xin chào toàn thể cô chú anh chị và các bạn đã quay lại kênh Samuel Vlog của mình nha. Thì cả nhà thì hôm qua là mình không có đăng video thì mọi người thông cảm nha. Còn hôm nay thì mọi người còn nhớ cái mộ con gái 23 tuổi không? Thì lần trước mình đã đặt camera thì nó thấy bóng cô gái xuất hiện. Thì nói chung thì hôm nay mình muốn quay ra đó cả nhà. Nói chung quay lại chắc không phải cũng không có xa xôi gì, tại vì ở phía sau nhà mình thôi. Bởi như vậy á, mình mới đặt tiêu đề là khu mộ sau nhà. Thì giờ này cũng khuya rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đi ra đó xem lại ha, cái nơi đó thế nào rồi, và cũng sẽ đặt camera như lần trước khi mình đặt camera xong đi vô nhà thôi. Thì rất là cảm ơn mọi người đã ủng hộ và theo dõi mình từ trước giờ nha. Ok, đi thôi mọi người. Thôi mọi người, thì đây là một phía sau nhà mình. Còn đây là ngôi mộ của cô gái 23 tuổi nữa cả nhà. Ok. Ủa, cây này mà không nhớ nó rớt xuống ngồi người ta. Nói chung là khu mộ này sau nhà mình thiệt, nhưng mà con gái là mình cũng ít ra ngoài lắm cả nhà, ngoại trừ đi quay mình ra đây thôi, chứ con nhà mình cũng muốn ra đây nữa. Đi trời. Ok, bây giờ mình sẽ tắt camera và chuẩn bị đèn bánh trái, đèn cây các người. Hôm nay có gió mới có sao không? Nãy mới có gió mình thấy cái cây này nó cà lắc cả nhà. Rồi ok mọi người, giờ trước khi mình đặt camera mình sẽ quay sơ cho bạn thấy nha. Hôm nay mình có bánh, đèn cầy, nước, ba lá bùa, và hai cái đèn cầy. Trên đầu mộ này có hai cái đèn cầy luôn. Tiếng đồ hồ mưa tới gì cả. Ok, mọi người sẽ chuẩn bị đặt camera cả nha. Rồi ok mọi người, thì mình sẽ để cái đèn pin như thế này nè, tại vì mình thấy gió hơi có gió, mình sợ một hồi tắt bàn cày á, mình sẽ để đèn pin lại. Ok, bây giờ đến đó mình thắp nhang, đúc xé bánh để nước đi cả nhà.
Ok, bây giờ mình đi vô nha cả nhà. Để mình tăng độ sáng lên xíu. Rồi.
Không biết sao mà găm găm nó ngã cả nhà. Mới dựng lên. Đi từ từ. Nè. Nè, nè, nè. Nghĩ gió hả mọi người? Cái này gió mạnh nó ngã, tại vì mình cố tình mình để cái chân bên này phía này thấp hơn nè, để cho camera nó quay thấp phía dưới nha, chứ nếu để thẳng cái chân lên thì nó sẽ quay trên trời mà. Thì có lẽ là góc này thấp hơn, có lẽ là gió từ phía sau nó đẩy tới là camera bị ngã. Thì nến thì đã tắt hai cây rồi. Cây này rớt nữa rồi ta. Bộ cây bị gì này, cà xước dữ à. Nó ngã anh người thấy không? Nó chắc là gió nó cũng phải có thể ngã anh đấy. Ok. Ok thì cái nha, thì clip video này thì mình chưa biết như thế nào nha, nhưng mà thấy cái camera mình nó ngã, nhưng mình nghĩ chắc có lẽ là do một là gió, hai nữa là do mình để cái độ nghiêng của camera nó hơi nhiều nên nó tự động ngã. Còn ở phần phía ở ngôi mộ này nha, mình thấy hai cây đèn cày, hai cây đèn cày bị tắt nè, rồi cái cây gì gác ngôi mộ nó bị ngã dưới. Chắc mình nghĩ là do gió thôi, tại vì lúc nãy gió rất là mạnh, chắc nghĩ là gió cả nhà. Thôi ok, thì có lẽ là mình sẽ bây giờ mình sẽ dọn dẹp nha. Thì mọi người thấy được gì mọi người nhớ comment phía dưới cả nhà. Tiếng gì? Ok, chào mọi người, hẹn mọi người vào một clip tiếp theo ba mình nha.